kính mừng ngày vía Bồ Tát Chuẩn Đề. Đức Bồ Tát Chuẩn Đề thường được biết đến với danh hiệu Thức Cô Chi Phật Mẫu, gọi là Phật Mẫu bởi vì tấm lòng từ bi vô hạn đối với quần sanh như hiền mẹ thương yêu con. Tôn tượng của ngài có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp chiếu diệu cả mình, trên đầu thì đội mão hoa quang, trên mão ấy có hóa hiện ra năm vị Như Lai, nơi mặt ngài có ba con mắt, trong mỗi con mắt ấy coi rất sắc sảo, dường như chăm chỉ ngó các chúng sanh mà ý sanh lòng từ mẫn vậy. Toàn thân của ngài có 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh. Hai bàn tay ở trên hết thì kiết ấn Chuẩn Đề, như tướng đương lúc thuyết pháp. Tay trái thứ hai cầm lá phướng Như Ý, còn tay mặt cầm cái thí Vô Úy. Tay trái thứ ba cầm một bông sen đỏ, còn tay mặt cầm thanh gươm. Tay trái thứ tư cầm một bình nước, còn tay mặt cầm một sâu chuỗi Ni Ma Bửu Châu. Tay trái thứ năm cầm một sợi dây kim cang, còn tay mặt cầm một trái La Ca Quả. Tay trái thứ sáu cầm một cái bánh Sa Luân, còn tay mặt cầm một cái búa. Tay trái thứ bảy cầm cái pháp loa, còn tay mặt cầm cái thiết câu. Tay trái thứ tám cầm một cái bình Như Ý, còn tay mặt cầm một cái chậy kim cang. Tay trái thứ chín cầm một cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật, còn tay mặt cầm một sâu chuỗi dài. Ngài ngồi trên tòa sen, dưới có hai vị Long Vương ủng hộ. Đó là biểu tượng của ngài đại lực như vậy. Nếu ai có lòng trì niệm, muốn chiêm vọng và quán tưởng, thì vọng niệm chẳng sanh mà chân tâm hiển hiện. Hằng năm, để tưởng niệm Đức Bồ Tát Chuẩn Đề, những người con Phật tổ chức lễ vía của ngài vào ngày 16 tháng 3 âm lịch. Trong ngày vía của ngài, Phật tử thường trì tụng thần chú Chuẩn Đề để được Đức Bồ Tát Chuẩn Đề gia trì, được nhiều an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.